tấn công mạng ngày càng phức tạp và nguy hiểm. Làm thế nào để ứng cứu sự cố và bảo vệ an toàn mạng tại Việt Nam là vấn đề đã được Hội thảo An toàn Thông tin mạng Việt Nam đề cập. Hội thảo do Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam phối hợp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, thì mỗi tuần đã phát hiện 2 triệu sự cố an toàn thông tin cần xử lý. Trong đó thường xuyên có từ 40 đến 50 ngàn sự kiện nguy hiểm cần phân tích và có phương án giải quyết kịp thời. Hiểm họa đến từ tất cả các thành phần tham gia kết nối mạng Internet với hạ tầng trọng yếu quốc gia như viễn thông, ngân hàng, giao thông, điện, nước. Đây là vấn đề cấp bách cần được các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Trong cái giải pháp và phối hợp của các đơn vị thì về nhân sự chúng tôi phối hợp rất là chặt chẽ với VNSERV cũng như một số các đơn vị chuyên trách khác để đảm bảo cho công tác an toàn thông tin. Và đồng thời chúng tôi vẫn chú trọng các lực lượng tại chỗ, tại các đơn vị. Chúng tôi vẫn tăng cường công tác đào tạo huấn luyện để làm sao có đội ngũ đó thuần thục hơn trong công tác của mình. Và đồng thời thì chúng tôi vẫn nâng cấp các hệ thống phần cứng để đáp ứng cho cái nhu cầu hiện nay của thành phố. Để chủ động ứng phó với những sự cố an ninh mạng, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đang tiến hành xây dựng và hướng dẫn các đơn vị vận hành các đội ứng cứu sự cố bảo mật máy tính. Bên cạnh đó là việc tăng cường đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng bảo mật cho các đơn vị thông qua mô hình hợp tác với Nhật Bản. Một số tham luận của các chuyên gia quốc tế tại hội thảo cho rằng, để làm tốt công tác an toàn thông tin mạng, Việt Nam cần chú trọng đến yếu tố con người, đáp ứng nhu cầu bảo mật trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân có xe chuyển nhượng qua nhiều người nhưng không có chứng từ chuyển nhượng hoặc chứng từ chuyển nhượng không đầy đủ thì phải liên hệ với phòng PC67, công an các huyện, thành phố Bảo Lộc để nộp hồ sơ giải quyết